À, thưa các bác đang đứng ở nơi chúng ta đang đứng đây là đền Thượng ạ. À. Đền Thượng thì được làm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, có độ cao là 175m so với mặt nước biển. Theo truyền thuyết thì đây là nơi mà các vua Hùng thường đến để thực hiện những cái nghi thức tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp. Đó là cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng được tốt tươi, muôn dân được ấm no hạnh phúc. Vì thế mà khi xây dựng đền Thượng trải qua rất nhiều thời kỳ, đến nay đền Thượng vẫn mang tên chữ là Kính Thiên Lĩnh Điện, có nghĩa là điện thờ trời trên núi Nghĩa Lĩnh. Sum họp về nơi đền thờ quốc tổ trên đỉnh núi Hùng cổ kính xanh tươi thân này, chúng con thành kính dâng hương bái tổ với tâm tình cảm mến tri ân, là những giây phút chứa nặng nghĩa tình, vừa hiện thực vừa tâm linh hòa quyện, cảm nghiệm về một kho sử hào hùng qua các triều đại, hành trình trải dài qua các trang sử 4.000 năm. Nhiều bối cảnh lâm nguy cam hoa gian nan bất khuất, nhưng lại được vực dậy nhờ các vĩ nhân hiền tài đức độ đã sáng suốt luật binh thư, thiên thời địa lợi nhân hòa, thành công vì biết nhận ơn sáng soi phù trợ của đấng tạo hóa chốn trời cao, biết sử dụng lợi thế tiềm năng của đất đai sông núi trong việc bảo vệ và phát triển giang sơn bờ cõi, nhằm phục vụ lợi ích đồng bào cách công bằng chính trực. Xin hết lòng tạ ơn đấng tạo hóa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ, đã ban tặng chúng con một giang sơn hùng vĩ, lại còn có nhiều hiền nhân quân tử tài đức khôn ngoan, giàu nhiệt huyết với nước với dân nên trang sử oai hùng. Xin Thiên Chúa chiếu công trạng mà thưởng công các ngài trong cõi linh thiêng. Xin tri ân cảm tạ các vị anh tài, anh hùng dân tộc qua các triều đại đã xả thân quên mình vì nước, vì dân, chẳng ngại hy sinh. Đặc biệt là quốc tổ cùng các vua hùng mà chúng con đang thành tâm ngưỡng mộ. Xin chân thành cảm tạ các ngài đã dày công lập nước từ thuở hoang sơ. Chúng con xin các thánh nhân khi được ban thưởng theo công trạng phù giúp cho giang sơn yêu quý của chúng ta nơi trần thế luôn giữ vững truyền thống luân lý bản sắc quý giá mà thánh nhân đã nên gương, để nền văn minh tình thương sự sống được dồi dào tiền nở, cho dân sự được bình an, đất nước hưởng thái bình thịnh vượng. Chúng con xin đồng lòng bái thiến. Yeah.